6 cuốn sách gối đầu giường cho người trẻ. Càng đọc sớm càng có lợi. 1. Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. 2. Đắc nhân tâm. 3. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. 4. Đời ngắn đừng ngủ dài. 5. Làm chủ tuổi trẻ. 6. Đánh thức con người phi thường trong bạn.